khi đang học và tôi có lên Facebook chơi thì... Ủa mày đi đâu lên đây? Mày lên đâu lên đây? Học cũng lo học, lên Facebook làm gì? Hả? Rồi nè, cứ chụp lại nè. Cứ chụp lại đâu gửi mẹ mày nè. Coi chừng mày. Và ngày hôm sau tôi kiểm tra văn thì... Shut the fuck up. Shut the fuck up.